Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, mùng 10 tháng 1. Sau đây là những tin tức thời tiết chính sẽ có trong chương trình. Nắng gắt, nhiệt độ cao giữa mùa đông có bất thường. Không khí lạnh tăng cường, rạng sáng mai miền Bắc chuyển mưa rét. Tuyết rơi nhiều nhất trong hơn 40 năm ở Seoul. Thưa quý vị, khoảng 10 năm gần đây, người dân cảm nhận được mùa đông dường như ngắn lại. Những năm gần đây, hiện tượng ấm hơn của mùa đông đã xảy ra. Vì vậy, chúng ta thấy rằng tháng 11 và thậm chí là tháng 12, nhiệt độ vẫn còn cao. Sang năm 2024, hiện tượng El Nino vẫn đang còn tiếp diễn và vì vậy khả năng xuất hiện những đợt nắng nóng sớm hơn. Vào mùa đông 2023-2024 xuất hiện nhiều ngày nhiệt độ cao nhất trên 30 độ. Đây có phải là dấu hiệu cho thấy thời tiết mùa đông ngày càng bất thường? Giáo sư tiến sĩ Phan Văn Tân, khoa khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, so sánh với những năm gần đây thì diễn biến mùa đông 2023-2024 không bất thường, bởi vì chúng ta đã bắt đầu quen dần với khái niệm mùa đông đến muộn. Nhiệt độ ở giai đoạn đầu của mùa đông không thấp như trước đây. Tuy nhiên vào giai đoạn giữa mùa đông thì nhiệt độ có thể xuống thấp. Có những năm thậm chí ở mức thấp kỷ lục đã ghi nhận, tính trung bình nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm. Nói cách khác, số ngày rét đậm rét hại giảm đi, nhưng không loại trừ những ngày xảy ra rét rất sâu. Theo tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai, nhiệt độ tháng 1 năm 2024 có xu hướng cao hơn từ 1 đến 1,5 độ C so với trung bình cùng thời kỳ của các năm trước. Nhiệt độ tháng 2 năm 2024, trừ tuần đầu tiên có xu hướng cao hơn, từ 1,5 đến 2 độ C so với trung bình cùng thời kỳ. Song cần đề phòng có đợt lạnh ngắn và đột ngột có thể gây mưa đá trong dịp cuối năm và đầu năm mới ở các tỉnh phía Bắc. Nguyên nhân do nền nhiệt được nung nóng giai đoạn dài khi có không khí lạnh mạnh đột ngột sẽ tạo ra sự chênh lệch áp suất ở các tầng khí quyển kết hợp hơi ẩm nóng, bốc hơi, gặp không khí lạnh ngưng tụ ở các tầng khí quyển cao. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, miền Đông Nam Bộ có khả năng cao sẽ đón một đợt thời gian nắng nóng kéo dài đến Tết Nguyên đán. Vì vậy, cần đề phòng hạn hán và xâm nhập mặn có thể xảy ra ngay sau Tết. Tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho 5 thành phố chính trong đêm nay và ngày mai mùng 10 tháng 1. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng, đêm có mưa rải rác, gió nhẹ. Từ gần sáng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Thành phố Vinh nhiều mây, không mưa, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Còn thành phố Huế nhiều mây, không mưa, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Và thành phố Đà Nẵng, hình thái thời tiết tương tự như thành phố Huế, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Thưa quý vị, hôm nay miền Bắc sẽ trải qua một ngày cuối cùng của đợt nắng ấm trước khi không khí lạnh tràn về từ rạng sáng ngày 10 tháng 1. Cuối tuần này, thời tiết chủ đạo ở miền Bắc là rét kèm theo mưa rào, mưa nhỏ. Từ ngày 10 tháng 1, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 16 đến 18 độ C. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ 13 đến 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Gần sáng 10 tháng 1, ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng cao 1,5 đến 2,5 mét, biển động. Từ chiều và đêm mùng 10 tháng 1, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6. Riêng vùng biển Đông Bắc có lúc cấp 7, cấp 8, sóng cao 2-4 mét, biển động mạnh. Vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3,5 mét. Thưa quý vị, cách đây không lâu, thủ đô Seoul của Hàn Quốc đã hứng chịu đợt tuyết rơi nhiều nhất trong tháng 12 kể từ năm 1981 với độ dày lên tới hơn 10 cm. Vào những ngày cuối năm 2023, khuyến cáo tuyết rơi dày được ban bố trên toàn bộ thủ đô Seoul, ngoại trừ khu vực Tây Nam, cũng như tại một số khu vực thuộc tỉnh Gyeonggi và hầu hết các tỉnh Gangwon ở phía đông. Theo Cục Khí tượng Hàn Quốc, ghi nhận tại nhiều khu vực ở Gangwon với tuyết rơi dày 1-4 cm một giờ. Khuyến cáo được đưa ra khi tuyết dự kiến rơi dày từ 5 cm trở lên trong vòng 24 giờ. Trước đó, ngày 19 tháng 12 năm 1981, tuyết rơi ở Seoul đã dày đến mức kỷ lục 18,3 cm. Chính quyền Seoul đã điều động 4.689 người và 1.218 thiết bị để dọn tuyết ở thủ đô. Tuyết rơi dẫn đến các vụ va chạm giao thông nhẹ trên khắp Seoul. Một tuyến đường 5 làn ở Seoul cùng một số đoạn đường khác đã bị hạn chế lưu thông. Tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên ba miền trong đêm nay và ngày mai, mùng 10 tháng 1.
Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, sáng sớm và đêm trời rét. Trung Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa rải rác, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ. Riêng khu Tây Bắc 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất 24 đến 27 độ, có nơi trên 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều giảm mây hửng nắng, đêm có mưa rải rác, gió nhẹ. Từ gần sáng gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 24 đến 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều giảm mây trời nắng. Riêng phía Bắc từ gần sáng có mưa rải rác, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất 25 đến 28 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26 đến 29 độ, phía Nam 30 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 20 độ, có nơi dưới 17 độ, nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao 1,5 đến 2 m. Quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4-5, sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào sáng ngày mai mùng 10 tháng 1. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.